tối rồi mà sao lại có nhiều người tụ tập ở đây thế này? Một người anh hùng khải hoàn chỉ cần được tiếp đón thật long trọng, phải không? Ngươi là kẻ đã bị giáo viện trục xuất? Rất chính xác. Tuy nhiên, giờ đây ta được gọi là tiến sĩ. Thái cứu viên các người muốn tìm đã bị giam lại rồi. Bất cẩn tới mức thiết bị nghe lén gắn trên người mà còn chẳng biết. Cô ta hoàn toàn không có đủ tư cách là một nhà khoa học. Rốt cuộc người ăn thì người dân thành Sumeru. Ta chỉ cải tiến trạm cuối Akasha đôi chút để khiến nó có thể đưa thông tin vào trong tiềm thức thôi. Hiện giờ cả những người này đều tin rằng nhà lữ hành đây chính là vị anh hùng đã giải cứu thế giới. Thí nghiệm thành công tốt đẹp. Nhìn xem, họ sắp không còn kiềm chế nổi sự phấn khích của bản thân nữa rồi kìa. Biết làm sao đây? Đều là những người dân vô tội hết mà. Đi mau, hãy rời khỏi thành ngay. Nhưng mà hắn là quan chấp hành phạt tôi đấy. Sao chúng tôi có thể bỏ cô lại một mình được? Tôi cũng không thể bỏ rơi con dân của thành Sumeru. Không sao đâu. Hẹn gặp lại ở bên ngoài thành. Ồ, cô đã chiếm lại tiềm thức họ bằng ý thức của chính mình sao? Sở hữu một tâm trí mạnh mẽ đến thế. Ra là vậy. Thần trí tuệ đây ư?